Thưa quý vị, trong lần chi viện cho lực lượng y tế thành phố Hồ Chí Minh lần thứ 2, bệnh viện 199 tiếp tục cắt cử thêm 50 y bác sĩ ở các lĩnh vực lên đường làm nhiệm vụ. Và một trong số y bác sĩ ấy có một chiến sĩ công an trẻ tuổi vừa mới hoàn thành cách ly sau một lần chi viện đã tiếp tục hăng hái tham gia đợt 2, đó là thiếu úy Lê Bình Điền, kỹ thuật viên khoa xét nghiệm bệnh viện 199 Bộ Công an. Vừa trở về Đà Nẵng sau thời gian dài hỗ trợ chống dịch tại thành phố Hồ Chí Minh, thiếu úy Lê Minh Điện đã hoàn thành 14 ngày cách ly. Theo kế hoạch, anh sẽ quay trở lại công tác tại bệnh viện 199. Chưa kịp trở về thăm gia đình, người lính trẻ xách hành lý trở về bệnh viện để nhận nhiệm vụ mới. Tôi có nghe tin là sẽ có đợt 2 và tôi muốn góp một ít công sức của mình để thì chia sẻ vào công tác chống dịch ở Sài Gòn. Vì thời gian đăng ký lên đường gấp rút, anh còn chưa có thời gian trở về nhà hay gọi điện hỏi thăm ý kiến của bà mẹ. Chúng lo thì lo, nhưng mà cũng rất vinh dự. Cháu đã biết là sự hy sinh và những chia sẻ của đơn vị. Anh nói về con ơi, tại sao ở dưới đông là con này bị má ở đơn vị, con là giờ nói chung các anh chị là có con dài. Nên là mình còn thanh niên, độc thân, mình cố gắng mình đi để mình hoàn thành cái nhiệm vụ của sứ mệnh của đơn vị, đó là vinh dự. Dịch thì ai cũng sợ, tôi cũng không ngoại lệ, tôi cũng sợ, nhưng mà tinh thần vẫn muốn góp chút sức lực thì cũng có thể là bỏ qua những nỗi sợ đó để có thể hoàn thành tốt được nhiệm vụ. Vào tâm dịch, đồng nghĩa với việc phải đối diện với nguy hiểm và chưa biết ngày trở về. Còn với những người làm cha, làm mẹ, sẽ canh cánh, lo âu, nhiều đêm mất ngủ khi con lại trở vào tâm dịch. Nhưng họ sẽ rất đỗi tự hào khi con trai mình, người lính mang hai màu áo, đã dũng cảm đối diện với khó khăn vì bình yên, hạnh phúc của nhân dân.